Theo xưa vẽ dấu cõi bờ, dấu chân mở cõi hỡi người mang xưa. Hiền nhân đặt dưới thư đồ, nhân tâm học thế hề lời sắc son. Hồi ký chân mạng anh hùng. Dứt theo lời kể của đại tá Lê Quang Công, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1965, nguyên tỉnh đội phó tham mưu trưởng tỉnh đội Mỹ Tho Tiền Giang năm 1969 đến năm 1990. Tập 62, chiến dịch Hồ Chí Minh. Có thể nói với sự lớn mạnh của lực lượng ta tại căn cứ Đường Hy ấp Bắc và mặt trận đường 4, nên bước qua năm 1974 ta tiếp tục làm chủ mặt trận đường 4. Lực lượng ta lúc này vừa được bảo toàn, vừa được bổ sung quân nên rất mạnh, gồm lực lượng chủ lực của quân khu, lực lượng bảo vệ bộ tư lệnh quân khu, tiểu đội ấp Bắc, đại đội du kích liên cơ, các đại đội du kích liên xã dân, ngày nào cũng nổ súng về phía giặc. Tinh thần của bộ đội lúc này là rất hăng hái. Đầu năm 1975, lực lượng du kích phía Nam Lộ 4 và bộ đội huyện Châu Thành Nam do anh Bảy Sa làm huyện đội trưởng cũng được bổ sung vào mặt trận đường 4 và chốt giữ từ Thục Nhiêu đến ngã ba Thị Quý. Tính chung, lực lượng của ta trong mặt trận đường 4 lúc này lên ngót nghét 1.000 tay súng. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, từ lúc 11 giờ trưa thì tôi nghe radio 90 Sài Gòn phát đi lời kêu gọi của Tổng thống Dương Văn Minh. Tôi báo cáo với anh Tám Phương tình hình lực lượng của mặt trận đường 4 lúc này rất mạnh và xin phép anh đánh chiếm bờ làng 25, tức là đoạn ngã ba đường vô ấp Bắc bây giờ. Lúc này thì tỉnh đội trưởng Tám Thành đang đi chiến trường chợ gạo Gò Công cùng với tiểu đoàn 2009 và 514. Được sự đồng ý của anh Tám Phương, tôi tổ chức lực lượng nhanh chóng đánh chiếm bờ làng 25. Anh Tám Phương lúc này là tư lệnh quân khu 8. Quả thật, trước đó không biết anh Tám Thành, tỉnh đội trưởng, có nhận được lệnh tham chiến chiến dịch Hồ Chí Minh hay không. Chứ tôi cũng không biết là chiến dịch Hồ Chí Minh đang diễn ra, đội quân ta đã đánh chiếm như độc lập, bắt Tổng thống Dương Văn Minh. Cho nên những trận đánh trên mặt trận đường 4 lúc này do tôi chỉ huy là nhằm để hưởng ứng các trận đánh ngoài miền Trung như Buôn Ma Thuột chẳng hạn. Sau đó tôi mới nghĩ ra là khắp nơi người ta vô chiến dịch lớn và mình thì không biết. Cụ thể là trước đó bộ đội Trung đoàn 1 sư đoàn 8 của quân khu hành quân qua Bắc xuống Long Định, rồi vòng qua chợ gạo, rồi tiến lên phía nhà bè Phú Xuân áp sát Sài Gòn. Trung đoàn này do anh Lâm Thắng, anh Ba Cang chỉ huy, còn chúng tôi chỉ nhận nhiệm vụ là giữ lưng cho trung đoàn này.